Chào nhà mình trong buổi sáng ngày hôm nay thì cà rốt nhà mình đi thăm đảo Bình Hưng. Đây là con đường để thăm đảo Bình Hưng. Để lên đảo Bình Hưng thì ngoài cái phương tiện bằng tàu ra thì di chuyển trên đảo thì đó là xe cán máy ha, xe căng hải ha, và đặc biệt đó là xe điện của bác tài xế đã từng đi cùng với mình cách đây khoảng 5-6 năm về trước rồi. Tuy nhiên là bác không nhớ nhưng mình nhớ bác rất là dễ thương. Tại cái đảo Bình Hưng này bây giờ thì chúng tôi sẽ lên núi để chúng tôi sẽ khám phá ngọn hải đăng đấy. Con đường lên núi thì nó cũng là con đường vào nhà dân đó. Đó, con đường vào nhà dân được trải đều cái bê tông như thế này. Đấy, du lịch khám phá đảo Bình Hưng đang là hot trend của rất là nhiều những bạn trẻ, những khách du lịch ở Việt Nam. Tuy nhiên thì sự hạn chế về quy mô thì cũng làm cho cái Bình Hưng quá tải trong năm 2023, và một số vấn đề về chính trị nên thành thử đó là đảo Bình Hưng cũng được xem là một trong cái nơi mà chưa có hoàn thiện về du lịch nhiều lắm. Nhưng mà dù sao chẳng nữa thì khu vực nơi đây thì nó cũng rất là đẹp ha. Cũng có rất là nhiều những nhà nghỉ khách sạn ha, cao cấp không có nhưng mà đủ khả năng để cho chúng ta nghỉ ngơi, có máy lạnh, có điều hòa, có tất cả những cái dịch vụ mà chúng ta đến với đảo Bình Hưng này thì ngoài tham quan đảo ra thì chúng ta còn có nhiều chương trình khác, ví dụ như là lặn ngắm san hô ở những cái bãi biển như bãi biển ở ngoài đảo, hay là tắm biển của những bãi hoang sơ như là bãi Tiên, và đặc biệt cái vẻ đẹp của đảo thì hầu như không nơi nào có, bởi vì hầu hết trên đảo thì được trang bị bởi những cái dãy núi đá rất là đẹp và tự nhiên. Và từ trên đảo thì mọi người có thể check in, chụp hình và có thể là ngắm biển khơi, khu vực các hải lý xa xôi. Và khu vực này thì nó cùng với lại những cái đảo khác như là Bình Ba, Bình Lập và Bình Tiên được xem là một trong cái nơi mà nổi tiếng về hoạt động du lịch trong những năm trở lại đây. Cái đặc sản của hòn đảo này thì thực sự thì khi đến đây thì nó là đa phần hải sản. Cái hải sản mà ai cũng đến đây phải thưởng thức đó chính là tôm hùm Bình Hưng thì nó rất là ngon nha. Và ngoài ra thì có rất là nhiều loại ốc và nó nhiều loại cá được người dân trên đảo khai thác từ biển xa để vào đây để khai thác du lịch, phục vụ khách du lịch tham quan ở đây. Chương trình đi đảo Bình Hưng thì thông thường nó khoảng 2 ngày 2 đêm từ thành phố Hồ Chí Minh đi. Chúng ta có thể đi ban đêm hoặc ban ngày, chúng ta sẽ có khoảng 1 ngày rưỡi để khám phá hòn đảo này. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy là khu vực này đây cũng là khu vực dành cho các chú bộ đội bảo vệ non sông của Tổ quốc. Và ngoài ra thì song song đó chúng ta thấy rất là nhiều những chú dê rất xinh đẹp dễ thương.